Mình là Konnichiwa, xin chào mọi người, lại là Lương Sensei đây. Hai buổi vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau học về bảng chữ cái Hiragana và đã học xong bảng chữ cái Hiragana rồi đúng không ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về bảng chữ cái Katakana và một số từ ghép của bảng chữ cái Katakana nhé. Buổi trước chúng ta đã cùng nhau học về Hiragana là chữ mềm rồi, nên hôm nay chúng ta sẽ sang chữ cứng nhé. Rồi, thì chữ Katakana cũng giống như Hiragana, đều có 46 chữ cái và cũng phát sinh từ 5 nguyên âm. Nó cũng bắt đầu từ 5 nguyên âm. Cách đọc giống hệt như là Hiragana, cũng có các hàng, các cột như là Hiragana. Nhưng mà nó khác nhau bởi cái gì ạ? Nó khác nhau bởi cách viết chữ. Với chữ Katakana hay còn gọi là chữ cứng, mà một khi đã gọi là cứng thì tất nhiên là các cái nét của nó sẽ không được mềm mại như là Hiragana, mà nó sẽ cứng hơn một xíu. Còn cách đọc thì nó sẽ giống y hệt nhé các bạn nhé. Nên là chúng ta chỉ học thêm một cách viết của các cái chữ mà chúng ta đã học trong Hiragana thôi. Được chưa ạ? Rồi, đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ có là các cái dạng chữ Katakana. Thì các bạn nhìn ở đây, chúng ta có 4 dạng chữ hay sử dụng. Được chưa? Có 4 dạng chữ hay sử dụng trong đánh máy. Thì cái hàng mà cuối cùng này là người ta ít sử dụng nhất. Với cái hàng cuối cùng này thường là nó sẽ được in ở trong sách cổ chẳng hạn nhá, sách, trong những quyển sách nhá. Còn những cái hàng trên thì là chúng ta hay viết ở trong đánh máy nhiều nhất. Được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ vào hàng đầu tiên nhất, đó chính là hàng A, I, U, E, O. Được chưa? Các bạn cùng đọc với C nhé. A, I, U, E, O. Rồi, các bạn nhìn vào chữ cho C nào. Chúng ta đọc nào. A, I, U, E, O. Các bạn cố gắng nhớ được mặt chữ nhé. A, I, U, E, O. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào cách viết chữ A của Katakana, của chữ cứng nhé. Rồi, với chữ A này thì nó sẽ gồm có 2 nét. Và các bạn nhìn vào cách viết này. Nét số 1 này, nhớ là cái này các bạn hất xuống nhé. Hất xuống, không được uốn, mà chúng ta hất thẳng xuống, nó hơi nhọn một xíu nhé. Nét số 2 thì là một nét uốn cong. Được chưa? Viết rất là dễ đúng không? Các bạn viết vào trong vở nhé. Rồi, thì đây chính là cách viết chữ A. Và bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Qua 2 buổi học rồi, các bạn còn nhớ thứ tự không ạ? Tất nhiên là chúng ta sẽ đến cách gì ạ? Cách để chúng ta nhớ được cái chữ A này qua hình ảnh. Được chưa? Các bạn nhìn này, nó có giống như chữ A thường của chúng ta, A gọi là A viết hoa nghiêng không? Nó cũng giống với chữ A viết hoa nghiêng đúng không ạ? Đó, các bạn nhìn đây. Chỉ khác là gì ạ? Nó không nối vậy thôi. Cái nét này nó sẽ là nét cong xuống dưới và cái nét ở chỗ này nó sẽ đứt. Được chưa? Tưởng tượng giống như chữ A để nghiêng nhé. Rồi, và đây chính là cách nhớ của chữ A. Và sau chữ A thì đến chữ gì các bạn nhỉ? Chúng ta đến chữ Y đúng không ạ? Rồi, với chữ Y thì nó cũng sẽ có 2 nét viết. Hai nét viết, các bạn nhìn vào trên màn hình này. Nét thứ nhất này, nét thứ hai. Được chưa? Nét thứ nhất, nét thứ hai. Nó sẽ cứng cáp hơn là chữ Hiragana. Được chưa? Và cái chữ Katakana này thì nó thường dùng khi nào các bạn có nhớ không? Cái chữ Katakana nó sẽ thường dùng khi mà chúng ta phiên âm các cái chữ từ nước ngoài, giống như là tên của các bạn. Các bạn là người nước ngoài nên tên của các bạn người ta cũng phiên âm ra bằng chữ Katakana nhé. Tất cả những cái gì mà được lấy từ nước ngoài, không phải từ trong Nhật, thì sẽ sử dụng với chữ Katakana để phiên âm ra. Được chưa? Rồi, các bạn viết chữ Y vào trong vở nhé. Nào, chúng ta cùng đọc lại chữ Y nhé. Y, Y. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang cách nhớ chữ Y này. Với chữ Y này thì các bạn nhìn này, nó có giống chữ Y trong Latin của mình không? Nó có giống chữ Y của chúng ta không? Chỉ khác là gì ạ? Là cái đầu này này, nó làm sao ạ? Nó là một đường
cắt chéo và nó chạm vào cái thanh dọc của chữ y, được chưa? Gần giống chữ y trong Latin nhưng kéo dài dấu chấm trên đầu ra, nhớ nhá các bạn, nhớ nhá. Thì đây chính là chữ y. Sau chữ y chúng ta sẽ đến chữ gì ạ? À, i u. U đúng không ạ? Ừ. Các bạn viết xong chưa? Chúng ta chuyển sang chữ ư nhá. Rồi với chữ ư thì các bạn nhìn đây, nó có 3 nét nhá. Nét đầu tiên từ trên xuống dưới các bạn sổ dọc xuống ngắn thôi nhá. Ngắn thôi. Nét thứ số 2 các bạn cũng sổ dọc xuống nhưng mà nó ở bên cạnh rìa bên trái. Được chưa? Nét số 3 thì các bạn viết kéo thẳng nó ra xong rồi đưa xuống nhá. Nhớ là không được uốn mà đây nó giống như một nét nhọn ấy. Được chưa? Nó giống như một nét nhọn này, các bạn đưa xuống luôn nhá. Rồi. Và đây chính là chữ ư. Các bạn đọc lại nào. Ư. Ư. Được chưa? Chúng ta viết vào trong vở nhá, vừa viết và vừa đọc. Cách để chúng ta nhớ được tốt nhất đó chính là chúng ta vừa viết này, vừa đọc, đọc nhiều, viết nhiều thì sẽ nhớ được nhá. Rồi chúng ta sẽ sang hình ảnh để gợi nhớ cho chữ ư này. Các bạn nhìn vào hình ảnh ở đây, các bạn có thấy giống chữ u của Việt Nam mình không? Có đúng không? Giống chữ u đúng không? Đó. Giống như là chữ u của Việt Nam hoặc là nó cũng giống như là chữ u của gì ạ? Của Hiragana đúng không ạ? Một nét ở trên đầu thì bây giờ là thay vì là viết ngang thì chúng ta viết dọc, và thay vì là một cái nét uốn tròn thì chúng ta viết một nét cứng hơn, góc cạnh hơn thôi. Đó. Khá là dễ nhớ đúng không? Ừ. Rồi. Tiếp theo sau chữ u là chữ gì nhỉ? A, i, u, e. Đúng không ạ? Tiếp theo sẽ là đến chữ e. Rồi. Với chữ e này thì nó sẽ gồm có 3 nét. 3 nét viết nhá. Nét số 1 chúng ta đưa từ trái qua phải. Nét số 2 các bạn đưa từ trên xuống dưới. Và nét số 3 là nét đáy sau cùng. Các bạn viết dài. Và các bạn để ý này, nét số 1 và cái nét số 3 này nó không bằng nhau nhá. Nét số 1 sẽ ngắn và nét số 3 sẽ dài hơn. Được chưa? Đó, các bạn viết vào trong vở nhá. Với chữ E này thì các bạn có thấy giống chữ Y không? Các bạn có thấy giống chữ Y không? Giống chữ Y trong Latin đúng không? Nó gần giống như chữ Y trong Latin. Nhưng mà có một điểm là nó, khi mà chúng ta viết chữ Y này thì nó sẽ lùn hơn chữ Y của Latin. Các bạn viết nó bè ra, nó lùn hơn nhá. Ừ. Rồi, khi cái mẹo nhớ thì sẽ là gì? Ê mày, tao thấy một tên người. Tao thấy một tên người La Mã cổ đại. Nó giống như là chữ số 1 La Mã. Nó giống như số 1 La Mã chứ đúng không? Hoặc là giống chữ Y viết hoa ấy. Đó, chữ Y trong Latin viết hoa. Đó, được chưa ạ? Các bạn có thể nhớ đến một trong hai hình ảnh như vậy nhá. Và sau chữ Y là đến chữ A, I, U, E, O, đúng không? Ừ, sau chữ E chính là chữ O. Chúng ta đến chữ O nào. Rồi với chữ O thì nó có 3 nét. Nó gồm có 3 nét. Nét đầu tiên sổ từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Được chưa ạ? Từ trái qua phải này. Sau đó là nét số 2, từ trên xuống dưới. Chúng ta cái đuôi này chúng ta hất lên một xíu. Hất lên một xíu nhá. Rồi chúng ta nối cái nét đường nét số 3 này, đưa nó ra. Vậy là chúng ta đã có chữ O rồi. Đó. Được chưa? Các bạn viết vào trong vở nhá. Chúng ta luyện viết thật là nhiều nhá. Rồi và C sẽ sang đến hình ảnh gợi nhớ cho chữ O nhá. Với hình ảnh gợi nhớ cho chữ O thì nhìn giống như là cậu bé đang đứng giơ chân sang phải. Các bạn thấy không? Giơ chân sang phải. Theo chiều ngược lại của các bạn nhé. Theo chiều ngược lại của các bạn. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái mẹo để nhớ là ô, tớ giơ được chân phải lên rồi này. Ô, tớ giơ được chân phải lên rồi này. Ô chính là vần, là chữ O cách đọc đúng không ạ? Còn giơ được chân phải lên rồi chính là cái hình ảnh chúng ta giơ chân để cho nhìn giống như là chữ O này đúng không? Đó. Vậy là chúng ta đã học xong hàng gì ạ? A, I, U, E, O. Học xong hàng A rồi đúng không ạ?
các bạn đọc phát âm lại nhé. A A I I U U E E O O. Được chưa nào? Rồi, vậy sau hàng A thì chúng ta sẽ đến hàng gì nhỉ? Đó chính là hàng K đúng không? K mà ghép với 5 nguyên âm thì chúng ta sẽ có K, Ki, Ku, Ke, Ko. Được chưa? K, Ki, Ku, Ke, Ko. Các bạn nghe và phát âm theo này. Ka Ka Ki Ki Ku Ku Ke Ke Ko Ko. Được chưa? Ka Ki Ku Ke Ko. Rồi các bạn đọc lại một lần nữa nhé. Ka Ki Ku Ke Ko. Đây là chữ Ka Ki Ku Ku Ke Ko của gì ạ? Của Hiragana. Được chưa? Còn bây giờ chúng ta sẽ học sang Katakana nhé. Với chữ Ka của Katakana thì các bạn có thấy nó giống như là của Hiragana không ạ? Và nó chỉ khác một chút thôi. Nó khác ở đâu ạ? Nó khác ở điểm là nó không có dấu phẩy. Và thứ hai là góc của chữ Ka này nó nhọn hơn. Nó sẽ nhọn hơn nhé. Đó, các bạn viết vào trong vở nhé. Rồi, đây chính là chữ K. Chúng ta sẽ sang cách nhớ chữ K của Katakana nhé. Rồi, chữ K này thì nó gần như là giống như là chữ K của Hiragana rồi. Nhưng là chúng ta bỏ dấu phẩy đi thôi. Nếu các bạn đã nhớ được chữ K của Hiragana thì chữ K của Katakana quá là dễ dàng đúng không ạ? Chỉ là chúng ta chỉnh cái đường nét viết một xíu. Và nhớ là nó không được có dấu phẩy nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang đến chữ gì nhỉ? Chữ Ki đúng không ạ? Ka Ki. Rồi chữ Ki này thì nó cũng gì ạ? Nó cũng giống như chữ Ki của Hiragana đúng không ạ? Các bạn có thấy nó khác ở điểm gì không ạ? Là nó không có gì. Nó không có cái dấu gạch uốn ở dưới chân này đúng không? Ừ. Còn cách viết thì cũng vẫn giống như vậy. Chúng ta có 1 nét, 2 nét, 3 nét. Nét số 1 này, nét số 2, nét số 3. Viết giống như là chữ Ki của Hiragana. Nhưng chúng ta bỏ cái dấu móc ở cuối đi thôi. Nếu mà các bạn đã nhớ được chữ Ki rồi, chữ Ki của Hiragana rồi thì nhớ của chữ Ki của Katakana quả là dễ rồi đúng không? Đó. Tiếp theo sau chính là chữ Cư. Chữ Cư này thì các bạn nhìn lên trên slide chúng ta thấy là nó có mấy nét viết đây ạ? Nó có 2 nét viết đúng không ạ? Nét đầu tiên chúng ta viết giống như là một dấu sắc. Nó giống như một dấu sắc. Nét số 2 các bạn sổ từ đầu cái dấu sắc đấy sang ngang rồi phẩy xuống một nét. Nhớ là phẩy xuống một nét. Nhưng cái nét này nó không được thẳng mà nó sẽ hơi chéo. Được chưa? Nó sẽ hơi chéo nhá. Hơi chéo và hơi cong một xíu. Nó hơi có sự mềm mại một xíu ở cái đường cong này. Được chưa? Thì đây chính là chữ cư. Các bạn viết vào trong vở và chúng ta sẽ phát âm lại nhé. Cư. Cư. Được chưa? Cư. Các bạn nhớ nhé, chúng ta phải nói, chúng ta phải phát âm thì chúng ta mới đọc được đúng. Được chưa? Còn viết nhiều là chúng ta sẽ nhớ được mặt chữ. Chúng ta sang hình ảnh gợi nhớ cho chữ cư này nhé. Ừ, sẽ có một hình ảnh khá là hay mà muốn giới thiệu cho các bạn. Đó là trong tiếng Anh thì chúng ta biết được là cook chính là nấu ăn đúng không ạ? Là người nấu ăn. Vậy thì chúng ta liên tưởng tới hình ảnh ở đây là gì ạ? Cái chữ cư này nó rất là giống với cái mũ của cái người nấu ăn này, người đầu bếp này. Được chưa? Giống với cái mũ của người đầu bếp. Ừ, nên chúng ta sẽ có một mẹo nhớ là gì? Chim kêu cúc cù. Chim kêu cúc cù. Cúc ở đây chính là gì? Là chúng ta để chúng ta liên tưởng đến cái mũ của người đầu bếp. Còn cù ở đây chính là chữ gì ạ? Cái cách đọc của chữ cù. Được chưa? Ừ. Chúng ta sang chữ tiếp theo nhá. Cá, ki, cu rồi đến gì ạ? Kê đúng không ạ? Ừ, chữ tiếp theo chính là chữ kê. Đây. Chữ kê thì sẽ gồm có 3 nét. Các bạn nhìn này. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Các bạn nhớ nhá, chúng ta chia cái tỷ lệ chữ cư này cho nó khớp rõ ràng nhá. Các bạn nhìn cái dấu phẩy này. Đến giữa dấu phẩy này thì chúng ta sẽ đưa một nét sang ngang. Và giữa cái nét ngang này chúng ta lại đưa một nét sổ chéo mềm mại xuống nhá. Ừ.
Được chưa? Các bạn viết được vào trong vở rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang gì ạ? Cách nhớ chữ cư qua hình ảnh nhá. À, chữ kê chứ đúng không? Chúng ta sẽ sang cách nhớ chữ kê qua hình ảnh. Ừ. Rồi thì chúng ta tưởng tượng cho C này, cái chữ kê này khi mà các bạn đổ nghiêng nó sang thì nó sẽ giống như là chữ K, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái mẹo đó là gì ạ? Hát karaoke nhảy múa nghiêng ngả. Hát karaoke nhảy múa nghiêng ngả. K ở đây chính là gì ấy? Là chữ K bị nghiêng đúng không? Đó, kê chính là cách đọc chữ kê và nghiêng ngả, để chúng ta nhớ đến cái hình ảnh chữ K bị nghiêng nhé. Ừ. Rồi và chúng ta sang đến chữ cuối cùng trong hàng K, đó là chữ gì nhỉ? Chính là chữ cô đúng không ạ? Ừ, các bạn nhìn lên trên slide thì chúng ta thấy chữ cô có mấy nét viết đấy ạ? Có 2 nét đúng không? Rồi và cách viết thì các bạn nhìn như sau. Từ trái qua phải chúng ta đưa một hàng ngang rồi sổ thẳng dọc xuống. Được chưa? Nhớ nhất đây là một nét, không phải 2 nét đâu nhá. Đây là một nét. Đó, nét số 2 thì các bạn đưa từ trái sang phải ở đoạn đuôi, đoạn dưới đúng không? Từ trái qua phải. Rồi, và đây chính là chữ cô. Vậy làm thế nào để chúng ta nhớ được chữ cô? Các bạn nhìn thấy chữ cô này nó có giống như cái chữ gì của Việt Nam mình không? Nó giống như chữ gì ạ? Nó giống như chữ U, nhưng mà nó bị đổ sang phía bên trái đúng không ạ? Chữ U nhưng đổ sang phía bên trái và nó gọi là góc cạnh hơn chữ U của Việt Nam mình. U Việt Nam mình thì uốn, còn U này thì nó sẽ có góc, có cạnh nhá. Ừ. Vậy thì C sẽ có một cái từ vựng mẹo để nhớ, đó là U ngã có đau không? U ngã có đau không? Được chưa? Đơn giản đúng không? Ừ, vậy là chúng ta đã học xong hàng K rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau phát âm lại một lần nữa và nhìn lại các chữ một lần nữa nhé. Ka, ki, ku, ke, ko. Ka, ki, ku, ke, ko. Được chưa? Rồi, vậy thì sau hàng K thì đến hàng gì ạ? Chúng ta sẽ đến hàng xa đúng không ạ? Ừ, chúng ta sẽ đến hàng xa nhá. Rồi, về hàng xa nào các bạn đọc cho C nào. Xa. Xa. Si. Si. Su. Su. Se. Se. So. So. Xa. Si. Su. Se. So. Các bạn nhìn lại chữ một lần nữa nào để nhớ mặt chữ nào. Xa. Si. Su. Se. So. Xa. Si. Su. Se. So. Chúng ta sang cách viết của chữ xa nhé. Ừ. Với chữ xa này thì nó sẽ gồm có 3 nét. Chữ xa sẽ gồm có 3 nét nhá. Nét đầu tiên chúng ta đưa sang ngang. Một nét khá là dài nhá. Nét số 2 thì các bạn sẽ sổ dọc xuống, thẳng xuống nhá. Nhưng mà nó sẽ ngắn. Tại vì nét số 3 các bạn nhìn này, nó là một nét sổ thẳng xuống và đuôi đưa sang chéo một chút. Nhưng mà nó sẽ dài hơn cái nét số 2 này rất nhiều. Nó dài gần như là gấp đôi đúng không ạ? Các bạn nhìn để ý thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Và các bạn nhìn thấy nó giống chữ gì của Việt Nam không? Nó giống như là chữ hờ đúng không? Nó giống như là chữ hờ ấy. Ngoài ra các bạn có thể nhìn thấy nó giống như là cái bình rượu Nhật. Nó giống như bình rượu Nhật, các bạn nhìn này. Đó, giống như bình rượu của Nhật. Và trong tiếng Nhật thì cái bình rượu nó được gọi là sake. Được chưa? Ừ, chúng ta tưởng tượng ra thì vại rượu để nhớ được cái chữ xa này nhé. Sau chữ xa thì nó chính là chữ si đúng không ạ? Ừ. Với chữ si này thì nó sẽ gồm có 3 nét. Các bạn để ý thứ tự nét viết và cách viết cho C nhé. Tại vì nếu không thì nó sẽ rất dễ bị nhầm với chữ chư mà tiếp theo đây chúng ta cũng sẽ học đấy. Ừ. Với chữ si này các bạn nhìn này. Nhớ nhất các bạn gióng thẳng cho C này. Các bạn nhìn này. Gióng thẳng cho C nhé. Nét số 1 này. Nét số 2 này. Nét số 3 đều đi từ bên trái, được chưa? Chúng ta đều đi từ bên trái hất xa. Đó, thì nó chính là chữ si. Si nhá. Ừ. 1 này, 2 này, 3. Cái đầu này các bạn có thể hơi uốn nó một xíu cũng được nhá. 1 2 3 đều bắt đầu từ bên trái. Được chưa? Vậy cách nhớ chữ si thì chúng ta nhớ như thế nào ạ? À, cô gái nghiêng đầu cười, miệng rộng. Được chưa? Các bạn nhìn này,
giống như đây là hai cái mắt, chính là hai cái dấu phẩy của chữ si đúng không? Và cái nét này, nó chính là cái khuôn miệng của cô gái, đúng không nào? Ừ, vậy thì nhớ mẹo thì chúng ta có là gì ạ? Tiếng Anh cô ấy là she, đọc là she. Được chưa? Dễ nhớ đúng không? Ừ, vậy thì sa, si, rồi đến su. Chúng ta đến chữ su. Với chữ su này, các bạn nhìn này, đều có hai nét viết thôi. Chữ su sẽ có hai nét viết, nét thứ nhất và nét thứ hai. Được chưa? Nét thứ nhất, nét thứ hai. Các bạn viết vào trong vở nhá, vừa viết và chúng ta vừa đọc này. Su. Su. Nét số 1 này, nét số 2 này. Để nhớ được chữ sư này thì chúng ta sẽ có một hình ảnh như sau. Chúng ta tưởng tượng cái chữ sư giống như là một cái móc gì ạ? Móc treo quần áo. Và chúng ta nhớ một từ vựng mẹo là gì? Móc treo áo của ông sư. Móc treo áo của ông sư. Được chưa? Cái áo này áo sư mà, đúng không? Móc treo áo của ông sư nhé. Sau chữ sư sẽ là chữ C, đúng không ạ? Ừ, vậy thì cách viết của chữ C thì nó sẽ gồm có mấy nét thôi ạ? Các bạn nhìn trên slide đúng không? Đây là gồm có hai nét. Gồm có hai nét tất cả. Đây chính là chữ C. Một này, hai này. Một này, hai này. Được chưa? Các bạn nhớ nhá. Chúng ta viết vào nhá. Một này, hai này. Chữ C đó. Rồi vậy gợi nhớ chữ C thì chúng ta nhìn thấy nó giống như nào ạ? Nó gần giống chữ C của Hiragana, nhưng mà chúng ta bỏ đi một cái nét này thôi. Các bạn bỏ đi một cái nét dấu cái này thôi là được, đúng không ạ? Nếu mà nhớ được chữ C của Hiragana rồi thì chữ này đơn giản, phải không ạ? Và chúng ta đến chữ cuối cùng trong hàng sa là chữ gì ạ? Sô. Ừ, chữ sô nhá. Với chữ sô này các bạn cũng phải để ý, tại vì nếu mà chúng ta viết không để ý là sẽ bị nhầm với chữ ưn trong katakana, đúng không ạ? Rồi với chữ sô này thì cách viết của nó sẽ là một này, từ trên xuống dưới. Các bạn nhìn nhé, hai cái nét viết của nó đều bắt đầu từ trên, nét số 1, nét số 2, đúng không nào? Nét số 1, nét số 2. Ừ, vậy để nhớ được chữ sô này thì các bạn sẽ tưởng tượng nó đến cái hình ảnh sâu kim. Được chưa ạ? Sợ sâu kim đâm vào tay. Đây, kim này, sợ sâu kim đâm vào tay. Được chưa nào? Chữ sô nhá, chữ sô này nhìn khá là dễ đúng không? Các bạn nhìn xem này, nó có hai nét. Nhớ nhá, viết cẩn thận. Hai cái đầu này cách xa nhau vừa phải. Nếu các bạn để gần quá thì nó sẽ rất là xấu, mà để xa quá thì trông nó rất là bè. Được chưa? Nên chúng ta để cái độ ở giữa làm sao cho nó vừa phải, cái khoảng cách giữa hai cái đầu này nó sẽ vừa phải nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đọc lại hàng sa một lần nữa nhé. Sa, si, su, se, so. Sa, si, su, se, so. Tiếp theo hàng sa chúng ta sẽ đến hàng ta. Ta đúng không ạ? Chúng ta đến hàng ta. Ta có gì ạ? Ta, chi, chu, te, to. Các bạn còn nhớ không? Có hai âm đặc biệt đúng không ạ? Là âm chi và âm chu. Ta, chi, chu, te, to. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang đọc lại từng chữ này. Các bạn nghe và đọc theo này. Ta, ta, chi, chu, te, to, to. Được chưa? Ta, chi, chu, te, to. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lại để nhớ được mặt chữ nhé. Ta, chi, chu, te, to. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy chữ này là giống với cái chữ si vừa rồi chưa? Nhưng nó khác về cái cách viết và nét viết nhé. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào chữ ta. Chữ ta thì nó sẽ gồm có 3 nét viết. Sẽ gồm có 3 nét viết. Nét thứ nhất các bạn đưa từ trên xuống dưới này. Nét thứ hai từ trái qua phải phẩy xuống. Nét số 3 các bạn thêm một nét đóng ở giữa này. Thêm một nét đóng ở giữa nhé.
Các bạn viết vào trong vở nhá. 1 này, 2, 3. 1, 2, 3. Vậy nhớ được chữ ta này thì chúng ta sẽ có cái hình ảnh là gì ạ? Gần giống như chữ cư. Gần giống như cái chữ cư mà chúng ta đọc là cúc cu vừa rồi, nhưng nó có thêm một cái nét chém ở ngang, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có mẹo nhớ là ta chém bay chiếc mũ cúc cu. Chém bay chiếc mũ cúc cu. Được chưa nào? Một hình ảnh cũng không quá là máu me, đúng không? Không quá là máu me, nhưng mà nó lại khá là mạnh mẽ. Đó. Rồi, vậy chúng ta sẽ sang tiếp theo là đến chữ chi. Với chữ chi này thì nó sẽ gồm có 3 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Các bạn để ý là nét thứ ba này nó là một nét uốn mềm mại nhé. Uốn xuống chứ nó không thẳng đứng đâu. Nó là một nét uốn nhé. Ta chúng ta biết nào. 1 này, 2 này, 3. 1, 2, 3. Được chưa ạ? Vậy hình ảnh để nhớ được cái chữ chi này là gì ạ? Chi trong tiếng Anh chính là cổ vũ, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy tưởng tượng hình cô bé đang cầm cái băng rôn cổ vũ, giơ tay ngang cả tay cả chân lên này. Đây là cái biển hiệu băng rôn, đúng không? Đây này, chân tay chính là cái điểm ngang này, và cái chân trụ ở đây chính là cái điểm kéo xuống. Được không nào? Cách nhớ chữ chi khá là hay, đúng không? Sau chữ chi sẽ đến chữ gì nhỉ? Ta, chi, chữ. Chữ, đúng không ạ? Chúng ta đến chữ chữ. Rồi, chữ chữ này các bạn để ý này. 1, 2, 3. 3 nét viết, nhưng nó bắt đầu từ đâu ạ? Nó bắt đầu từ phía trên. 1, 2, 3. Bắt đầu từ phía trên này. 1, 2, 3. Còn chữ chi thì nó bắt đầu từ phía bên trái. Các bạn nhớ nhá. 1 là bên trái, 2 là bên trên. Thì chữ chữ của chúng ta bắt đầu từ phía bên trên nhé. Các bạn viết nhé. 1, 2, 3. Phát âm cho xem nào. Chữ, chữ, chữ. Nhớ phát âm thật là đúng, thật là chuẩn chữ này nhé. Chữ, chữ. Đó. Rồi nha. Tiếp theo nào. Ta có hình ảnh để nhớ đến chữ chữ. Chữ là giống như là kiểu chữ bắt giới ấy, đúng không? Chữ bắt giới thì thật là siêu phàm, một lúc có thể sâu một sợi chỉ vào hai cái kim. Các bạn nhìn này, sâu một sợi chỉ vào hai cái kim, nó sẽ giống với chữ chữ này. Hai cái kim chính là hai nét sổ, còn cái sợi chỉ nó chính là cái nét chéo này. Rồi tiếp theo chúng ta sang chữ gì nhỉ? Ta, chi, chữ T, đúng không? T nào, sang đến chữ T. Với hàng T này nhá, thì các bạn thấy nó giống chữ chi không? Nhưng mà nó khác một điểm là nó không nối. Nó không nối cắt với cái nét số 1, mà nó chỉ nối từ nét số 2 trở xuống thôi. Đó. Từ nét số 2 trở xuống nhá. 1, 2, 3. Các bạn vừa viết vừa đọc này. 1 này, 2, 3. T. T. Được chưa nào? Rồi, vậy hình ảnh gợi nhớ cho chữ T thì nó giống như là cái ký hiệu ở trong trong cái chỗ mà bưu điện ấy. Các bạn thấy không? Bưu điện nó cũng sẽ có một cái ký hiệu như này. Các bạn sẽ thấy cái icon này, icon hòm thư của bưu điện nhá. Lưu ý cho C nhá, là cái nét trên ấy thì nó sẽ ngắn hơn cái nét dưới. Được chưa? Cái từ gợi nhớ chúng ta sẽ dùng là gì ạ? Ra bưu điện mua tem. Tem thì chỉ có vần T, đúng không? Bỏ mờ đi, nó sẽ còn là tem thôi. Đó. Sau T thì sẽ đến chữ tô. Chúng ta sang đến chữ cuối cùng của hàng ta. Được chưa? Chữ tô này thì khá là dễ viết. Nét số 1 sụt thẳng xuống nét số 2 thì từ khoảng tầm 1/3. 1/3 của chữ của cái nét dọc chúng ta sụt xuống nhé. 1/3 của nét dọc chúng ta sụp xuống nhé. Thì nó sẽ đẹp nhất. Rồi, và cái hình ảnh gợi nhớ để chúng ta nhớ được chữ tô này chính là gì ạ? Chiếc đồng hồ thì chúng ta thấy này, kim dài này, rồi kim ngắn, đúng không? Khi mà kim hồ
đồng hồ kêu tích tốc tích tốc, kim đồng hồ kêu tích tốc tích tốc, thì nó giống như là chữ tô ấy. Ừ. Đây, các bạn thấy giống chữ tô không? Giống đúng không ạ? Ừ. Vậy là chúng ta đã học xong hàng ta rồi nhá. Các bạn cùng nhau ôn lại một chút nào. Ta, chi, chu, te, tô, đúng không ạ? Ta, chi, chu, te, tô. Các bạn nhớ mặt chữ này nha. Chúng ta cứ nhớ mặt chữ này nhá. Ừ. Rồi sau hàng ta thì sẽ đến hàng na đúng không? Chúng ta có na, ni, nu, ne, nu. Giờ các bạn đọc lại một lần nữa và nhớ thử lại chữ nào. Mặt chữ nhá, chúng ta nhớ mặt chữ nào. Na, ni, nu, ne, no. Na, ni, nu, ne, no. Được chưa? Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ sang cách viết đầu tiên nhá của chữ na. Ừ. Với hàng na này thì đây chính là cách viết đầu tiên đúng không? Cách viết chữ na nhá. Nét số 1, nét số 2 sổ xuống. Được chưa? Nét số 1 sang ngang, nét số 2 sổ xuống, nó giống như là một cái thanh đao ấy. Các bạn thấy giống thanh đao không? Và cái nét số 2 này nhớ là nó là một nét nghiêng nhá. Hara, nét nghiêng được chưa? Ừ. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái hình ảnh để gợi nhớ cho chữ na này nhé. Các bạn nhớ viết chữ na vào trong vở nhé. Nhìn nó khá là dễ đúng không? Nên sẽ nghĩ là các bạn ai cũng viết được rồi. Ừ, nó giống như gì ạ? Nàng tiên cá đang bơi đúng không? Nó giống như nàng tiên cá đang bơi, đang dang hai tay ra để nhớ chữ na. Đó. Các bạn nhớ nhá, nhớ hình ảnh nàng tiên cá thì trong chữ nàng là có chữ na rồi đúng không? Nàng tiên cá trong chữ nàng có chữ na, nên chúng ta nhớ được là cứ nhìn thấy hình ảnh nàng tiên cá giơ hai tay ra thì nó chính là chữ na. Sau chữ na là chữ gì các bạn nhỉ? Na, ni, đúng không? Đến chữ ni, các bạn còn nhớ là chữ ni này thì xin có nhắc với các bạn là có mấy cách đọc không nhỉ? Nó có hai cách đọc đúng không? Một là ni, hai là chúng ta đọc là nhi. Ừ. Rồi, vậy thì nét viết thì lại càng dễ rồi. Hai nét duy nhất. Một nét, hai nét. Và nét số 1 thì ngắn và nét số 2 thì dài nhá. Các bạn viết làm sao cho nó cân đối cái chữ vào nhá. Ừ. Các bạn viết vào trong vở nhá. Sẽ sang hình ảnh để chúng ta nhớ được chữ nhi này đúng không? Ừ. Chữ nhi này là hai và chúng ta nhớ đến là hai cái kim đặt song song nhau. Hai cái kim chúng ta đặt song song nhau, chiếc ở trên thì ngắn và chiếc ở dưới thì dài. Nhớ chữ ni thì chúng ta sẽ dùng với chữ này nhé. Sau chữ ni thì đến chữ gì ạ? Na, ni, nu đúng không? Ừ, chúng ta đến chữ nu. Ừ, thật ra chữ nu thì trong tiếng Nhật ý, để gặp được nó trong katakana thì khá là hiếm. Khá là ít chữ, khá là hiếm. Không phải là nó không có nhưng mà nó rất là ít thôi. Nên là các bạn rất hay quên cái chữ này. Đó. Thì chúng ta cùng xem cách viết của chữ nu. Thì nó sẽ gồm có hai nét này. Nét số 1 này, nét số 2. Các bạn thấy giống chữ gì không ạ? Nó cũng giống chữ ta đúng không? Chữ ta thì nó sẽ chỉ thiếu một cái nét ở đây thôi. Đó. Còn nó cũng sẽ có nét này, nét này. Được chưa nào? Các bạn viết vào trong vở nhé. Hai nét, một này, hai này, đọc lại cho xem nhé. Nử, nử, nhớ nhé, đưa cái khuôn miệng lên, cong môi lên, nử, để xem nào. Ừ. Rồi, nào, và đến chúng ta đến hình ảnh gợi nhớ cho chữ nư này. Được chưa? Trong chữ nư ấy thì chúng ta có từ nư đô rử, nư đô rử, được chưa? Xì mì sợi, nghĩa của nó là mì sợi, nư đô rử, mì sợi được chưa? Và chúng ta tưởng tượng các cái sợi mì được gắp bằng đũa thành chữ nư nhé. Đấy, sợi mì đây đúng không? Đũa đây, đúng không nào? Ừ. Xong rồi này, na ni nu này, rồi đến chữ na ni nu nê đúng không? Ừ, chúng ta sang đến chữ nê. Với chữ nê thì nó sẽ gồm có bốn nét viết, bốn nét viết này. Các bạn nhìn này. 1 2 3 4.
1, 2, 3, 4. Nét số 1 là nét phẩy, nét số 2 chúng ta đưa sang chéo. Đừng viết to quá nhé, nếu viết to quá là không có chỗ để cân đối để viết cái nét số 3 và số 4 đâu. Đó, các bạn viết cái nét này nó nhọn một xíu nhé, nó nhọn một xíu. Xong rồi, từ giữa cái nét sổ của cái số nét số 2 chúng ta đưa thẳng xuống một đường. Và nét số 3, các bạn có thể viết liền vào cũng được, mà viết là giống dấu phẩy cũng được nhé. Nhưng mà thường nếu viết tay thì mình nên viết liền nhé. Chúng ta viết liền nó vào. Rồi để gợi nhớ cho cái hình ảnh của chữ nư này, thì chúng ta có gì ạ? Hãy tưởng tượng đến con zombie mà nó có 3 chân này. Được chưa? 3 cái chân này. Để nhớ sang chữ nư nhá. À, chữ nê chứ. Để nhớ sang chữ nê. Nãy giờ sẽ đọc chữ nư đúng không? Chữ nê nhá. Để nhớ sang chữ nê. Đây là chữ nê. Cách viết chữ nê và đọc nó là nê nhá. Với hình ảnh thì nhớ là con zombie 3 chân này, thì nhớ được chữ nê. Tiếp theo, sau chữ nê là chữ cuối cùng của chữ của hàng na đúng không? Sau chữ nê là chữ cuối cùng của hàng na, đó là chữ nô. Đó là chữ nô. Chữ nô thì nó chỉ có một nét duy nhất thôi, nó là một nét chéo, nhưng nét chéo này nó rất là mềm mại. Các bạn nhìn nó rất là mềm mại, nó chỉ hơi chéo xuống một xíu thôi. Được không nào? Đó, chắc là viết được luôn rồi đúng không? Viết được luôn. Mà có khi viết chữ này còn đẹp ấy chứ. Đề. Được chưa? No. Chữ no nhá. Vậy là chúng ta sẽ sang đến hình ảnh gợi nhớ cho chữ no nào. Các bạn nhìn này. No. Hãy tưởng tượng đến đến gạch chéo hơi cong trong biển cấm để nhớ đến chữ no nhá. Cái biển cấm thì nó hình tròn đúng không? Và chúng ta sẽ có một cái gạch chéo như kiểu no smoking ấy. Thì chúng ta có một cái gạch chéo qua cái điếu thuốc. Được không nào? Đó. Thì vậy là chúng ta đã học xong hàng gì ạ? Hàng na đúng không? Na, ni, nu, ne, no. Các bạn nhìn lại các chữ một lần nữa nào. Na, ni, nu, ne, no. Được chưa nào? Vậy sau hàng na thì sẽ đến hàng gì ạ? Chúng ta sẽ đến hàng ha, đúng không? Ha, hi. Chữ này đọc là gì các bạn còn nhớ không nhỉ? Phu, ha, hi, phu, he, ho. Rồi, và chúng ta sẽ sang đọc nào. Ha, ha, hi, hi, phu, he, ho. Đúng không nào? Ha, hi, phu, he, ho. Rồi, các bạn nhìn lại để nhớ mất chữ thêm một lần nữa nào. Ha, hi, phu, he, ho. Chúng ta sẽ sang cách viết đầu chữ viết đầu tiên trong hàng ha. Được không? Nó là chữ ha. Có hai nét, nó giống như là gì ạ? Giống như là hai cái râu, hai cái ria mép này. Đúng không? Nét số 1 này, nét số 2. Nét số 1, nét số 2. Sẽ nghĩ là chữ katakana thì nó dễ viết hơn hiragana đúng không? Nên bạn nào cũng có thể viết được đẹp. Rồi để nhớ được cái chữ ha này thì chúng ta sẽ có nghĩa ha. Ở trong tiếng Nhật thì hana có nghĩa là cái mũi. Thì các bạn có thể tưởng tượng nó là gì ạ? Hai cái vành mũi này. Hai cái vành mũi này nhá. Hana. Được chưa ạ? Liên tưởng đến hai cái vành sống mũi để nhớ được chữ ha này nhá. Sau chữ ha là đến gì ạ? Ha, hi đúng không? Với chữ hi trong chữ katakana thì nó sẽ gồm có hai nét. Nét số 1 này. Các bạn nhìn này. Người ta sẽ đưa nét từ trái qua phải lên trên, và nét số 2 là từ trên xuống dưới đưa ngang ra nhé. Nhớ không được đưa uốn cái nét này lên trên. Không được uốn lên đâu nhé. Chữ hi và hình ảnh gợi nhớ cho chữ hi chính là gì ạ? Trong tiếng Anh thì chúng ta có hai là cao đúng không? Hai cao. Thì chúng ta hãy tưởng tượng là cái hình biểu đồ tăng cao để chúng ta nhớ được chữ hi nhé. Biểu đồ thì nó sẽ có trục ngang và trục dọc đúng không? Trục ngang này, trục dọc này. Và sẽ có những cái đường tăng cao. Thì cái đường tăng cao ở đây chính là cái nét số 1 này. Trục ngang, trục dọc sẽ là nét số 2 của chữ hi. Đúng không nào? Tiếp sau chữ hi
là chữ gì ạ? Ha, hi, phu đúng không ạ? Nhưng chúng ta có chữ phu. Chữ phu. Đây chính là chữ phu. Đó, chữ phu thì chỉ có một nét duy nhất thôi. Bạn nhìn thấy dễ không? Đó, một nét duy nhất. Bạn nào cũng có thể viết được rất nhanh và rất đẹp. Rồi, vậy gợi nhớ cho chữ phu thì chúng ta thấy là gì ạ? Trong tiếng Anh thì fun có nghĩa là thú vị. Fun là thú vị đúng không? Thì hãy tưởng tượng là vách núi cong nơi lũ trẻ nhảy xuống từ trên xuống dưới. Biển đầu thú vị nhé. Nhảy từ trên xuống dưới biển này. Đó, thấy không? Được chưa? Đây chính là cái hình ảnh để chúng ta nhớ được chữ phư nhé. Sau chữ phư tiếp theo là chữ gì ạ? Hà, hi, phư, hê đúng không? Ta có chữ hê. Chữ hê này thì nó giống như là chữ hê của gì ạ? Của hiragana thôi. Nên là rất là dễ dàng rồi. Các bạn viết chữ hê này vào nhé. Nó gần như là giống y hệt luôn. Nó không khác là mấy. Nó giống luôn ý ạ. Chữ gấp, chỗ đoạn gấp khúc thì chúng ta sẽ viết nó cứng hơn thôi. Chữ của chữ hê thì nó mềm. Của chữ katakana của chữ hiragana thì nó mềm. Của chữ katakana thì chúng ta viết nó cứng hơn một xíu. Nhấn vào một xíu. Được chưa nào? Sẽ sang luôn chữ tiếp theo nhá. Đến chữ cuối cùng trong hàng ha, đó là chữ hô đúng không? Ha, hi, phu, he, hô. Các bạn có thấy nó gần giống với chữ gì không ạ? Nó gần giống chữ ô đúng không? Nhưng nó có một điểm khác biệt là gì? Chữ ô nó có một nét, nó đi từ điểm chính giữa cắt ở đây nối sang bên trái. Nhưng chữ hô thì không. Chữ hô nó sẽ có hai cái dấu phẩy ở hai bên. Hai dấu phẩy ở hai bên nhá. Nét số 1 và nét số 2 giống hệt chữ hô. Chữ ô. Nét số 1 và nét số 2 giống chữ ô. Nét số 2 và số 3 thì chúng ta nhớ phẩy nó sang hai bên. Đơn giản đúng không ạ? Rồi về cách gợi nhớ thì ta nhớ với hình ảnh là cây thánh giá đang phát ánh hào quang để nhớ được chữ hô này nhá. Cây thánh giá. Cây thánh giá thì đang phát cái ánh hào quang. Đúng không nào? Chúng ta cùng nhìn lại các chữ của hàng ha mà chúng ta vừa học nhé. Ha, hi, phu, he, ho. Hi, he, ha, phu, ho. Đúng nào? Tiếp theo sau hàng ha chính là hàng ma. Chúng ta có ma, mi, mu, me, mo. Hàng ma nhé. Các bạn cùng đọc và phát âm nào. Ma, ma, mi, mi, mu, me, mo, mo. Chúng ta nhìn lại để nhớ được mặt chữ nào. Ma, mi, mu, me, mo. Được không nào? Sang cái chữ trong hàng đầu tiên của chữ ma, đó là chữ ma đúng không ạ? Với chữ ma này chúng ta sẽ có cách viết như sau. Nét số 1, nét số 2. Hai nét viết đúng không? Nét số 1, nét số 2. Các bạn cùng viết nào. Nét số 1, nét số 2. Đó. Vậy thì nhớ cái chữ ma này thì chúng ta sẽ có cái hình ảnh là gì ạ? Chữ ma từ ngực và cánh tay. Bạn nhìn này, chữ ma này nhìn từ ngực và cánh tay của người mẹ đang bế đứa con đúng không? Thì chúng ta sẽ nói mẹ là gì? Mama. Cứ nhớ đến mẹ là chúng ta sẽ nhớ đến cái ngực và cái khuôn tay đang đỡ đứa con nhé. Các bạn nhớ được chữ ma chưa ạ? Rồi chúng ta sang chữ tiếp theo nhé, là chữ mi. Chữ mi này thì khá là đơn giản. Nó chỉ có 3 nét thôi. 3 nét này là 3 nét sổ từ trên xuống dưới. Giống như 3 cái nét phẩy. Nhưng các bạn nhớ là nó là chéo nhé. Từ trái sang phải hơi chéo xuống. Chứ chúng ta không được viết theo kiểu hàng ngang đâu nhé. Nó là chéo. Đúng không nào? Vậy thì để gợi nhớ đến chữ mi này, chúng ta sẽ có gì ạ? Tưởng tượng được 3 cái vết cào của móng tay con mèo lên cái 3 cái vết cào của móng tay lên cái bàn tay của mình nhé. Để nhớ được chữ mi này. Đúng không ạ? Sau chữ mi sẽ là chữ gì ạ? Sau chữ mi sẽ là chữ mu. Đúng không ạ? Má, mi, mu. Chữ mư này thì các bạn có thấy nó giống với chữ ma không? Nhưng nó chỉ làm chúng ta đảo nó đi thôi. Đảo chiều, đảo đầu nó đi thôi. Với cách viết thì nó cũng sẽ có hai nét. Nét số 1 này
Nét số 2. Nhớ là cái khi cái đuôi của nét số 1 này nó hơi chéo lên trên các bạn nhé. Nó sẽ là chéo lên trên, sau đó mới là nét số 2 để ngắt, để chấm dứt cái nét bút ở đây. Được chưa nào? Các bạn viết nào. 1 này, 2. 1 này, 2. Đọc lại một lần nhé. Ngử, ngử. Chúng ta sang cái hình ảnh gợi nhớ cho chữ mư nhé. Tưởng tượng một hình ảnh một bé gái này, ngồi co gối lại này, buồn bã vì bị mù. Nghe nó hơi buồn một xíu đúng không? Nhưng mà giúp chúng ta tưởng tượng được đấy. Buồn bã vì bị mù. Đó, cái dáng ngồi của cô bé nhé. Để xem nào. Các bạn viết được chữ mư chưa? Chúng ta đọc lại một lần nữa nào. Mư, mư. Rồi, tiếp theo sau chữ mư là đến chữ gì? Mà, mi, mư, mê đúng không? Chúng ta đến chữ mê. Với chữ mê này thì các bạn nhìn thấy nó giống chữ gì không? Nó giống chữ nô. Nhưng nó khác một điểm là nó thêm một cái dấu gạch ở giữa nữa. Đúng không? Các bạn nào, chúng ta nhìn này, nó có hai nét này. Một này, hai. Các bạn cùng viết vào vở nhé. Một này, hai. Một này, hai. Ok chưa nào? Chúng ta sang hình ảnh gợi nhớ cho chữ mê này. Tưởng tượng cái vết sẹo hình chữ X ở trên mặt của cô gái. Một vết sẹo hình chữ X ở trên mặt hình cô gái. Mê bị rạch mặt thành sẹo. Được chưa? Nhưng kiểu chúng ta ngủ mê xong bị rạch mặt thành cái sẹo trên mặt ấy. Đó. Hoặc là các bạn có thể nhìn nó giống như một thanh kiếm cũng được. Đây là đầu kiếm và đây là lưỡi kiếm. Đúng không? Sau chữ mê chính là chữ mô. Chữ cuối cùng trong hàng ma đúng không? Ta sẽ có chữ mô. Đây. Chữ mô này. Cách viết chữ mô thì rất đơn giản. Các bạn nhìn nó có giống như chữ mô của hiragana không? Chỉ khác là chữ mô của hiragana thì nó sẽ chòi cái đầu lên trên và viết nó mềm mại hơn thôi. Chứ còn nét số 1 và số 2 thì nó vẫn giống nhau. Được chưa nào? 1 này, 2 này, 3. 1, 2, 3. Đó. Rồi về cách nhớ thì nhớ đó, giống như vừa rồi C nói là nó sẽ giống như là chữ mô của hiragana, chỉ khác là chúng ta không đưa cái đầu của nó chòi lên thôi. Và nét thì nó sẽ cứng hơn. Được chưa nào? Chúng ta ôn lại một chút về chữ, các cái chữ của hàng ma chúng ta học này. Ma, mi, mư, mê, mô. Mi, mê, ma, mư, mô. Đúng không nào? Vậy sau hàng ma thì chúng ta sẽ đến hàng gì ạ? Ya, đúng không? Chúng ta sẽ có ya, yu, yo. Ya, yu, yo. Đó, nào các bạn cùng nghe và phát âm này. Ya, ya, yu, yu, yo, yo. Ya, yu, yo. Rồi, nào các bạn nhìn vào chữ và chúng ta thử phát âm lại nữa nhé. Ya, yu, yo. Bây giờ chúng ta sẽ sang cách viết đầu tiên, đó là cách viết về chữ ya. Với chữ ya này thì nó sẽ có hai nét các bạn nhìn này. 1, 2. 1, 2. Được không nào? 1, 2. Đó. Hình ảnh để gợi nhớ cho chữ ya này, chúng ta sẽ có gì ạ? Nó giống như là chữ ya của hiragana, chỉ khác là không có gì ạ, không có dấu phẩy và cái nét của nó sẽ cứng hơn thôi. Đó. Rất là đơn giản đúng không? Có những chữ nó sẽ giống nhau nên là chúng ta gọi là học một được hai đấy. Sau chữ ya sẽ là chữ yu. Yu, đúng không ạ? Cách viết thì chúng sẽ có hai nét. Một này, hai. Nhớ ấy, là cái đầu này nó sẽ cắt và nó sẽ chạy ngang qua. Các bạn nhìn này, nó dài, nó cắt, nó chạy ngang qua. Nó không giống chữ cô đúng nhá. Chữ cô thì hai cái nét này nó bằng nhau, nhưng chữ U thì không. Chữ U thì cái nét ở đáy này này, nó sẽ dài hẳn ra, dài hẳn hơn cả cái hàng và cả cái nét đầu của cái nét số 1 này. Để nhớ thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ giống như là số 1 ý. Chỉ khác là gì ạ? Là cái đầu này thì nó, số 1 thì đầu nó sẽ chéo, còn đâu chữ U thì đầu nó sẽ ngang. Đúng không nào?
Phát âm thì sẽ giống như là you are, từ you trong tiếng Anh ý. Phát âm sẽ giống như you trong tiếng Anh. Lưu ý nhé, nó chỉ gần giống số 1 thôi chứ nó không hẳn giống số 1, tại vì cái nét này nó là nét ngang nhé. Và cuối cùng chính là chữ yo, đúng không? Trong hàng ya thì cuối cùng của nó sẽ là chữ yo. Chữ yo này thì nó sẽ giống chữ gì đây? Các bạn có thể giống nó viết giống chữ e ngược không? Cũng là chữ e đúng không? Cũng vẫn là chữ e ngược. Đó, 1 này, 2 này, 3. Các bạn viết vào trong vở nhé. 1 này, 2 này, 3. Đó, giống như là chữ e ngược. Hoặc là gì ạ? Tưởng tượng chữ yo giống như là người đàn ông tạo tư thế yoga. Được chưa? Đó, tạo tư thế yoga. Bạn cứ thử tạo thử cái hình giống như ở trên slide của xem nó có giống tư thế yoga không nhé. Rồi, và chúng ta sẽ cùng ôn lại ba chữ vừa rồi chúng ta vừa học xong nhé. Ya, yu, yo. Ya, yu, yo. Được chưa nào? Và chúng ta sang hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo đó chính là hàng ra. Chúng ta có ra, ri, ru, re, ro. Ra, ri, ru, re, ro. Rồi, các bạn đọc phát âm nào. Ra, ri, ru, re, ro. Ra, ri, ru, re, ro. Rồi, các chúng ta nhìn lại mặt chữ một lần nữa nhé. Chúng ta nhìn lại mặt chữ một lần nữa này. Ru, ri, ra, ro, re. Được chưa nào? Ru, ri, ra, ro, re. Ra, ri, ru, re, ro. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cách viết của chữ ra nhé. 1, 2. Có 2 nét đúng không? 1, 2. 2 nét tất cả nhé. 1, 2. Rồi, vậy thì để nhớ chữ ra thì chúng ta sẽ có gì ạ? Cộng thêm một nét nữa trên đầu chữ phư thì chúng ta sẽ có chữ ra, đúng không nào? Cộng thêm một nét nữa thôi là chúng ta sẽ có chữ ra. Nhìn như này chúng ta sẽ dễ nhớ hơn, đúng không? Tiếp theo là đến chữ ri. Chữ ri này thì các bạn có thấy nó giống chữ ri của hiragana không? Nó chỉ khác là gì ạ? Hiragana thì cái nét số 1 này nó sẽ phẩy lên một cái. Còn chữ katakana thì nó là một nét thẳng nhá. Đó, các bạn viết nào. 1, 2. 1, 2. Vậy để nhớ chữ ri này thì nhớ giống hệt như là chữ ri của hiragana thôi. Đó, chính là cách nhớ và hình ảnh chúng ta cũng đã nhớ được chữ ri của hiragana rồi đúng không ạ? Sau chữ ri chính là chữ gì ạ? Ra, ri, ru. Chúng ta đến chữ ru đúng không? Giờ chữ ru này thì sẽ có hai nét viết. 1 này, 2. Được chưa? 1 này, 2. Nhớ là cái nét viết số 2 ở đây các bạn viết dứt khoát và nhọn nhé. Ở đây nó là một nét nhọn đấy. Để nhớ được chữ ru này thì các bạn nhìn nó giống như là hai con đường ấy, thiếu một con đường thẳng và một con đường gấp khúc. Được chưa? Một con đường gấp khúc. Gấp khúc đây, một con đường thẳng đây, một đường gấp khúc nhá. Mà cái chữ này thì nó cũng gần giống như chữ no này. Và cái chữ bên cạnh thì nó giống như chữ re. Chữ re chúng ta cũng sẽ chuẩn bị học nhá. Ra, ri, ru rồi đến re đúng không ạ? Đây, đây chính là chữ re đây. Một nét duy nhất. Chỉ có một nét duy nhất thôi. Rất là viết, rất là dễ đúng không? Rất là dễ này. Các bạn nhìn này, một nét duy nhất. Đưa lên, đưa xuống một cái là xong. Để nhớ thì các bạn nhớ là gì ạ? Là giống như chữ ru chúng ta bỏ cái nét bên cạnh đi thôi. Bỏ cái nét đầu tiên đi thôi. Đó. Sau chữ ru chính là chữ ro, đúng không? Ra, ri, ru, re, ro. Ở chữ ro thì nó giống như là cái khuôn miệng của chúng ta ấy. Đúng không? Đủ nét đúng không? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 nhé.
Đó, trong tiếng Anh thì chúng ta có room là căn phòng đúng không? Thì chúng ta hãy tưởng tượng rằng cái hình căn phòng hình vuông để nhớ để ra cái chữ row này nhá. Room thì chính có R-O đúng không? Là row đúng không? Ừ. Còn room thì hình của căn phòng nó là hình vuông. Đó. Vậy là chúng ta đã học xong hàng gì ạ? Hàng ra rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một chút nào. Ru, ri, ra, ro, re. Ru, ri, ra, ro, re. Ra, ri, ru, re, ro. Rồi và cuối cùng chúng ta sẽ đến hàng gì đây ạ? Wa, o, n. Đúng không ạ? Hàng wa nhé. Wa, o, n. Ừ, ở hàng này thì có một chữ chúng ta rất ít sử dụng, đó là chữ O. Và thường là chúng ta không thấy nó sử dụng luôn, nhưng mà nó vẫn có ở trong hàng của katakana nhé. Ừ. Wa, O, N. Các bạn nhìn để nhớ mặt chữ nào. Wa, O, N. Rồi, nhìn đọc lại một lần nữa nào. Wa, O, N. Các bạn có thấy chữ N này nó giống với chữ gì không ạ? Ừ. Đầu video là C đã nhắc rồi đúng không? Nó giống chữ so, nhưng mà nhìn kỹ thì ở đây nó sẽ xuất phát biển từ bên trái nhất. Ừ. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ vào cách viết chữ wa trước nào. Với cái viết chữ wa này các bạn có thấy nó giống với chữ ư không? Nó chỉ khác là chúng ta không có cái đầu ở đằng trên này thôi. Đó, các bạn viết này, 1 này, 2. 1 này, 2. Đó. Ừ. Và tưởng tượng thì giống như là chúng ta có thể hiểu nó giống như là một cái dấu hỏi ấy. Giống như là dấu hỏi, cái đằng trên của dấu hỏi chỉ thiếu cái dấu chấm thôi. Đó, thì đây chính là cách nhớ của chữ wa nhé. Ừ. Tiếp theo là chữ o. Chữ o thì chữ o này nó sẽ gồm có 3 nét. 1 này, nét số 2 này, nét số 3. 1 này, 2 này, 3. 1, 2, 3. Được chưa? Vậy thì cách nhớ thì chúng ta cũng không cần chữ này thì cũng không cần quá là nhớ đâu. Các bạn đọc được, khi nào các bạn gặp thì các bạn sẽ nhớ nó ra thôi. Tại vì là chữ này rất là ít khi gặp. Chúng ta có nhớ nhưng mà không có nghĩa là phải nếu so với các chữ khác thì chữ này sẽ không cần phải lưu ý bằng. Được chưa? Và chữ cuối cùng là chữ ân. Chữ ân này thì gặp khá là nhiều. Các bạn nhìn này, nét viết này từ trái nhá. Tất cả các nét đều viết từ trái, còn chữ xô tất cả các nét đều viết từ bên trên. Nên chúng ta phân biệt một chút nhé. Ừ. Được chưa? Vậy để tưởng tượng thì chúng ta sẽ tưởng tượng như là một con ma một mắt. Con ma một mắt một miệng cười để nhớ được cái chữ ân này nhé. Một mắt này và một cái miệng cười. Được chưa nào? Rồi, chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Wa, o, ân. Wa, o, ân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái cách phân biệt các cái chữ katakana giống nhau, được không nào? Ta cùng phân biệt một chút nhá. Với những cái chữ giống nhau thì ở đây sẽ có chữ no, chữ so và chữ chữ. Các bạn nhìn này, nó đều có cái nét gì ạ? Nó đều có cái nét bên phải này đúng không ạ? Đó, nhưng chữ no thì không có gì, không có phẩy. Chữ so thì có 1 phẩy và chữ chư thì có 2 phẩy. Và các bạn nhìn này, chữ chư và chữ so nó đều xuất phát điểm từ phía bên trên để chúng ta viết nhé. Đó, đều xuất phát điểm từ phía bên trên, được chưa? Tiếp theo, với chữ ưn và chữ si thì xuất phát điểm của nó đều ở bên phía bên trái. Đặt nét bút từ bên trái, được chưa nào? Chữ ưn thì có 1 nét, chữ si thì có 2 nét. Được chưa? 2 nét về dấu phẩy nhá. Chứ còn cái đường nét cái nét số 3 thì giống nhau rồi. Cái nét này thì giống nhau đúng không? Giống nhau rồi. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta phân biệt chữ si và chữ chư. Đó các bạn nhìn này, chữ si này, nét 1 và 2 này, phẩy theo chiều dọc này. Nét số 3 đưa từ dưới lên và điểm đầu của nét 1, nét 2, nét 3 đều là một đường thẳng từ bên trái nhá. Còn chữ chư thì nét 1, nét 2 thì phẩy theo chiều ngang, đúng không ạ? Phẩy theo chiều ngang này. Và nét số 3 thì đưa từ trên xuống dưới. Điểm đầu của nét 1, nét 2, nét 3 là một đường thẳng hàng và từ trên, được chưa? Là từ phía trên. Đó. Tiếp theo,
chữ si và chữ chư đây các bạn nhìn này. Đó. Đấy, chữ si của hiragana hay chữ chư của katakana. Đó, si. Đó, được chưa nào? Tiếp theo chúng ta phân biệt chữ so và chữ un. So thì các bạn nhìn cũng vậy này, xuất phát điểm từ phía trên này, hai nét nét 2 này, đưa xuống cũng từ phía trên này, chiều ngang của làn nét số 1 nhá. Đầu của nét số 1 thì thấp hơn đầu của nét số 2 một xíu thôi. Hoặc các bạn viết bằng thì cũng không sao, người ta vẫn có thể nhận ra nhá. Ừ. Chiều dọc thì điểm cuối của nét số 2 có phần ngắn hơn điểm đầu nét số 1, có nghĩa là gì ạ? Đây. Nếu gióng xuống các bạn sẽ thấy là nó không thể nào quá đâu nhá. Nó sẽ không quá được cái nét số 1, nét đầu của nét số 1 này. Đó, thì là chữ su. Còn chữ ưn thì các bạn để ý là đầu của nó sẽ là nét số 2 sẽ đưa từ dưới lên trên nhá. Còn nét số 1 thì sẽ là đầu số 1 thì nó sẽ là chiều ngang này. Nó sẽ là chiều ngang này. Và sau đó là cái điểm đầu nó sẽ cao hơn, cao hơn cái đuôi của cái nét số 2 này nhá. Được chưa? Và hai cái nét này thì nó đều bắt nguồn từ bên trái, đều đặt nét bút từ bên trái, đều đặt nét bút bên trái và đưa sang, được không nào? Đó, thì đây chính là cách phân biệt chữ so và chữ un. Và các bạn hay nhầm nhất là chữ chư và chữ si. Thứ hai là chữ so và chữ un, được không ạ? Nên các bạn để ý bốn cái chữ này nhé. Ừ. Tiếp theo chúng ta có chữ phư, chữ wa, chữ ra và chữ ư. Nhìn gần giống nhau. Với chữ ư và chữ hoa này các bạn nhìn này, nét này, đấy, nó chỉ khác nhau là nó có một cái dấu, một cái mũ đằng trên đấy thôi. Còn chữ phư thì sao? Chữ phư cũng vậy, chữ phư và chữ ra thì chữ ra nó sẽ có thêm một cái dấu gạch ngang ở đằng trên. Đó. Rồi, tiếp theo là chữ t và chữ chi. Các bạn để ý này, chữ t thì nó là một dấu gạch ngang này, không được nối, không dính liền gì đến cái nét số 2, số 3 này. Nhưng chữ chi thì khác. Chữ chi thì nét số 1 nó đã nghiêng này, nét số 2 đặt ngang, nét số 3 là nó sẽ đi từ giữa nét số 1, chúng ta đưa một đường cong xuống dưới. Được chưa ạ? Đó thì chính là chữ chi nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta lại có chữ na và chữ me. Na ná giống nhau. Chữ na thì chúng ta cũng đưa nét số 1 ngang, nét số 2 dọc xuống. Nhưng mà nhìn này, nét chữ na thì nó thẳng, còn chữ mê thì nó sẽ nghiêng. Chữ na thì nó sẽ thẳng, chữ mê nó sẽ nghiêng nhá. Đó. Tiếp theo nữa là chữ ma và chữ mư. Các bạn nhìn chữ ma này, đây, chữ mư này, nhìn nó sẽ ngược nhau đúng không? Nhìn nó ngược nhau. Nhìn thì có vẻ giống nhau nhưng mà thật ra nó khác nhau nhá. Kiểu nó hơi lăn đá các nét nên là các bạn sẽ dễ bị nhầm, nên các bạn phải để ý nhá. Đó. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học xong bảng katakana. Buổi sau chúng ta sẽ học về chữ ghép và các trường âm rồi âm ngắt. Các bạn nhớ là chúng ta phải học thật là kỹ hiragana, katakana, rồi chúng ta sẽ sang các cái chữ ghép này, âm ghép này, rồi đến học về trường âm, âm ngắt. Được chưa ạ? Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau nhé.